kính chào quý khán thính giả và bà con nông dân đang đến với chương trình tọa đàm nông nghiệp trực tiếp đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 6 do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện với chủ đề gia tăng sức khỏe cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên trưởng khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ, kỹ sư Nguyễn Phương Hùng, phó giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, phó giám đốc marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Xin được cảm ơn các nhà khoa học đã đến tham gia với chương trình và xin cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin mời quý khán thính giả gọi điện thoại về số máy 02993 526 526 để đặt câu hỏi cho các nhà khoa học, đồng thời có cơ hội nhận được một phần quà do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng cho khán giả có câu hỏi hay. Chương trình cũng dành tặng 2 thẻ cào, mỗi thẻ trị giá 200.000 đồng cho khán giả gửi câu hỏi hay và sớm nhất về chương trình thông qua số điện thoại và Facebook. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ phim trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng trên số phát thanh FM tần số 100.4MHz, đồng thời được phát trực tuyến trên website thst.vn, trên trang Facebook và YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Hiện giờ, tổ thư ký của chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận tất cả các cuộc gọi từ quý vị. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Thưa quý khán thính giả, Nam Bộ, trong đó có tỉnh Sóc Trăng đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa phần nào giúp giải nhiệt và rửa mặn nhiều vùng trồng lúa và cây ăn trái trong tỉnh. Nhiều cánh đồng đã bắt đầu xuống giống vụ lúa hè thu muộn. Khi xuống giống thời điểm này thì bà con nông dân cần lưu ý những gì? Xin mời kỹ sư Nguyễn Phương Hùng cùng thông tin đến bà con ạ. Kính thưa bà con nông dân cùng quý xem đài. Chắc có lẽ bà con nông dân mình cũng biết, tức là cái vụ đông xuân 2019-20 là xảy ra cái hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long và gay gắt. Do vậy thì về chất lượng nước và nguồn nước ở các cái hệ thống kinh trục mà các tỉnh ven biển của đồng bằng sông Cửu Long thì nó cũng xuống thấp và chất lượng nước nó kém. Và đầu vụ hè thu năm 2020 thì mùa mưa lại đến trễ hơn và mưa lại không đều ở các cái vùng, chỉ là mưa cục bộ. Do đó thì một số hệ thống kênh rạch hiện nay thì vẫn còn chưa đủ nước ngọt để bà con mà chuẩn bị cho cái việc xuống giống. Bên cạnh đó thì còn một số vùng không riêng gì Sóc Trăng, kể cả Bạc Liêu v.v. thì còn một số diện tích không có xuống giống, chưa xuống giống được trong cái điều kiện hiện nay. Như vậy thì cũng trao đổi cùng bà con nông dân những cái lưu ý mà khi xuống giống cái vụ hè thu muộn. Bây giờ thứ nhất là trước khi xuống giống thì bà con nên có cái kiểm tra lại cái nguồn nước trên kinh, kể cả mức độ phèn hay những cái kinh mà có cái nhiễm mặn vừa rồi. Vấn đề thứ hai nữa thì trong quá trình làm đất, bà con cố gắng là làm sao chúng ta làm đất cho nó bằng phẳng, và có những cái trận mưa thì bà con tiếp tục là rửa cái nước trên ruộng để mà làm sao để giảm bớt được cái mức độ phèn cũng như là những cái vùng mà vừa qua mà bà con tưới mà nó bị mặn xâm nhiễm vào đất. Vấn đề thứ ba nữa thì trong quá trình sản xuất thì sử dụng hạt giống thì cũng khuyến cáo bà con là cố gắng chúng ta sử dụng hạt giống tốt, và chúng ta cũng nên cường lực hạt giống bằng một số cái chất để làm sao cái hạt giống nó có sức khỏe mạnh nhất sau khi chúng ta xả xuống. Và cái thứ tư nữa thì cũng khuyến cáo bà con, trong quá trình bà con xả thì do cái việc mà nắng nóng hiện nay, cái ruộng chúng ta lại thiếu nước, rồi chất lượng nước kém trên ruộng thì đôi khi có phèn mặn, thì bà con hạn chế là để cái ruộng nó khô nước. Ngoài ra thì song song với quá trình làm đất thì có thể bà con sử dụng một số cái chất để chúng ta giảm bớt cái phèn mặn, có thể bà con xử lý cái vôi hay là cái phân mà đầu trâu mặn phèn của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Sau khi xả thì cũng khuyến cáo bà con
nên bón sớm cái một số cái chất, ví dụ canxi, silic hay là magie, và trong đó bón sớm cái kali để làm sao cho cây lúa nó hấp thu và nó tăng cái tính chống chịu trong cái giai đoạn đầu mà nếu gặp nắng hạn cục bộ. Và cũng lưu ý bà con ở giai đoạn đầu thì cũng một số đối tượng dịch hại nó thường gây hại, một là cáo phu vàng, hai là cái khi nắng nóng thì cái bọ trĩ nó cũng xuất hiện, và kể cả là cái đối tượng cỏ dại. Thì chắc một số lưu ý trao đổi cùng bà con trong cái điều kiện mà nắng hạn mà hiện nay các giờ lúa mà chuẩn bị cái xuống giống hay thu muộn. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư ạ. Thưa quý khán thính giả, bên cạnh những cánh đồng đã bắt đầu gieo xạ thì một số nơi độ mặn vẫn còn khá cao, nông dân rất e ngại. Nơi đã xuống giống thì cây lúa gặp phải những bất lợi cho sự phát triển. Chúng ta cùng chia sẻ những băn khoăn này với bà con nông dân ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Rồi năm 2016 cũng bị nhiễm mặn mà còn đỡ hơn năm nay. Hồi đó là cũng có ăn mỡ mà năm nay nhiễm mặn quá trời. Nó làm cho lúa chết, thu hoạch không được, có người thất trắng luôn. Rồi bắt đầu tới vụ này thì làm xuống giống chưa được tại nó còn nhiễm mặn quá. Ở trong ruộng có một số đo thì ở mé kinh thì 1/1 có, 2/1 có, ở giữa đồng thì 3/1 có, thành ra một số dân xuống rồi là cũng chết. Lượng mưa thì cũng có mưa nhưng mà mưa còn ít quá, thành ra độ mặn ở trong ruộng thì nó vẫn còn rất là cao. Qua cái tình hình mà nước mặn như vậy đợt rồi rồi đó thì cái lúa nó cũng chết đó, thì bây giờ tôi có đang xuống giống đó, thì với lại một số bà con đang xuống giống đó thì mình sợ là nó, tình hình là nó mặn nó quá thì sẽ chết đó. Do đó cái bình điền thì rồi cũng có hỗ trợ cho dân đó, cho tụi tôi thì tụi tôi đã bón lót ngay từ đầu vụ, thì một công tầm điền khoảng 10 kg, thì tôi bón hôm nay thì lúa mình xạ cũng 3 ngày thấy nó lên xanh, nhưng mà tình hình tới đây thì không biết sao, nhưng mà trước mắt thì thấy nó cũng tốt đó. Với thứ hai nữa là cái phân này nó dễ bón thì nó cũng hạ phèn, thì ra điều kiện nó cũng tốt. Kỳ rồi đất tôi cũng là nhiễm mặn, bởi vì tôi làm lúa mỗi lần nó không có nhiễm mặn mà lần này nhiễm mặn thì lúa cũng là hơi yếu, cũng nhờ công ty phân Bình Điền Đầu Châu hạn mặn đó hỗ trợ cho tôi 100 kg tươi lót vô thì lúa thấy cũng đỡ nhiều lắm như hơn mỗi lần. Nhưng bây giờ lúa hơi còn yếu quá, chưa cái mạnh dạng hung như mấy vụ trước, bởi vì đất nó còn mặn á, nó còn dính trong đất chưa hết cái mặn. Rồi lúa tôi được 4 đêm rồi cũng còn hơi yếu, không biết làm sao cho thuốc phân gì thêm đầy đủ cho lúa nó phục hồi lên. Tinh khẩn mà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tinh khẩn mà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Dạ, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, từ câu chuyện của nông dân mà chúng ta vừa xem thì có thể thấy là nông dân của chúng ta băn khoăn là làm thế nào để cho cây lúa khỏe mạnh hơn trong vụ này, nhất là sau đợt nhiễm mặn vừa qua. Thì không biết là giáo sư tiến sĩ có chia sẻ gì cùng bà con nông dân ạ? Tôi thấy là như thế này, cái đất mà nó đã là bị nhiễm mặn, tức là bà con mình đã không có ngăn được mặn trong trong cái đợt mặn vừa rồi đó, thì người ta gọi là cái đất có vấn đề rồi. Mà khi nó có vấn đề thì cái cách làm đất của mình, cái cách mà chúng ta sử dụng đất nó cũng phải có khác mới được, chứ không thể nào như cái cũ được. Nếu mà chúng ta làm theo cái kiểu cũ là coi như là sẽ bị thiệt hại.
bây giờ trước tiên tôi trao đổi với bà con cái cách làm đất. Có nghĩa là mình phải chuẩn bị cái đất cho nó thật tốt, thì mình đưa cái cây lúa xuống, hạt giống xuống thì nó mới tốt được. Cho tôi cái file hình số 1 để cho bà con có thể thấy được cái cách chúng ta phải làm đất như thế nào. Cho tôi file hình số 1 trong cái điều kiện mà đất của bà con mình bị mặn. Nên cho tôi cái file hình số 1 cái. Thì đây á, bà con thấy là trên cái file hình này nó có 6 cái hình nhỏ. Đó là 6 bước mà tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề mà chuẩn bị cho cái đất mà bị mặn để mà chúng ta có được cái cây lúa tốt. Thì cái này cũng kết hợp, hồi nãy anh Hùng cũng có nói, hình này tôi hệ thống trả lời để cho bà con mình dễ theo dõi. Cái số 1 đầu tiên đó, cái hình đầu tiên đó là phải làm đất sớm rồi có phơi ải. Để chi? Chúng ta cắt đứt những cái mau dẫn mà mặn rồi phèn từ bên dưới tiếp tục đi lên. Chúng ta làm và chúng ta phơi ải để chi? Để khi mà chúng ta mưa xuống cái hạt đất nó bong ra nên mặn. Hồi nãy có nông dân nói nó còn dính mặn, cái đó rất là hay. Nó dính ở đây không phải là nó dính một cách tiếp xúc như thế này, mà bà con biết rằng nó dính với nhau bằng cái điện tích mà. Nên như vậy thì cái việc chúng ta làm phơi ải, cái số 1 đó, phơi ải để hạt đất nó bong ra để cái vấn đề rửa mặn nó được nhanh. Mưa đã ít rồi, làm sao trong một vài cây mưa mà chúng ta đuổi được mặn mới là cái hay. Cái hình thứ hai ở bên dưới cái hình số 1 đó bà con thấy không? Thì chúng ta làm sao bây giờ mưa xuống thì nước mưa nó sẽ là thoát cái mặn đi. Nhưng mà chúng ta kết hợp với cái đuổi nữa. Đuổi ở đây tức là bà con hoặc là bón vôi hoặc là bà con bón cái phân đầu trâu mặn phèn. Bởi vì trong vôi nó có canxi, mà đầu trâu mặn phèn nó cũng có cái canxi ở trong đó. Nhưng mà đầu trâu mặn phèn nó còn một số cái chất khác nữa, chất lân để mà nó trị phèn luôn. Thì tôi nghĩ rằng nếu như bà con dùng cái phần đầu trâu mặn phèn thì tốt. Chúng ta bón như vậy để chi? Để chỉ cần mưa xuống cái nông dân mình nói nãy nó dính mặn đó. Thì ở trong đó có cái chất canxi á, nó sẽ đẩy cái mặn ra khỏi cái bề mặt của cái hạt đất. Rồi sau đó mưa xuống cái nó đẩy ra bên ngoài ruộng, khỏi ruộng của mình. Thì giờ cách sử dụng cái đầu trâu mặn phèn này như thế nào thì có lẽ lát nữa kỹ sư Mỹ sẽ trao đổi thêm với bà con. Mà tôi nghĩ rằng rất là cần thiết. Có nghĩa là mình làm sao phải đuổi mặn cho thật lẹ. Trước đây thì bà con thấy là chúng ta mất rất là nhiều cây mưa để có thể là đuổi mặn được. Nhưng bây giờ kết hợp với cái việc đuổi bằng cái vôi hoặc cái đầu trâu mặn phèn này, tôi nghĩ rằng bà con sẽ đuổi nhanh thôi. Cái thứ ba, cái hình ở bên dưới cái số 3 đó bà con thấy không? Chúng ta phải làm sao đừng để cho cái ruộng lúa mình bị ngộ độc bởi rơm rạ của vụ trước. Nên bà con có thể là dùng những cái loại vi sinh, chế phẩm vi sinh để chúng ta phân hủy cái rơm rạ này. Và bà con nhớ là chúng ta sau đó là phải có nước mưa xuống rồi thì chúng ta khoan hãy xả bỏ. Mà phải giữ nước ở trong ruộng của mình gọi là ngâm nước ruộng, ngâm vào khoảng được 2 tuần. Thì bà con thấy là nó sẽ giảm đi cái độc chất phèn rất là dữ. Bị gì thường thường mặn thì nó sẽ kéo theo cái mè phèn nhảy ra. Thì rồi bà con thấy không? Nghĩa là chúng ta phải ngâm nước ruộng. Xong rồi á, sau cái thời gian khoảng 2 tuần như thế thì bà con mới xả bỏ cái nước đó ra. Chúng ta làm bằng cái mặt ruộng. Thì cái mặt ruộng làm bằng hồi nãy thì anh Hùng cũng có nói. Dĩ nhiên là làm bằng mặt ruộng để chúng ta rửa cái mặn cho được tốt. Nhưng mà cái này nè, cái hình số 5 đó bà con thấy không? Mà cái này tôi nói cách đây 10 mấy năm rồi, nhiều nơi bây giờ áp dụng rất tốt, tức là làm những cái rãnh nước. Bởi vì chính những cái rãnh nước đó là cái con đường thoát mà. Nên nước mặn có bao nhiêu ở trong đất, khi mà chúng ta xả bỏ nó sẽ theo cái rãnh nước đó nó đi ra bên ngoài. Thì như vậy là chúng ta mới rửa nhanh được mà nó không bị dồn mặn, dồn phèn về một góc. Nên bà con nhớ là các cái rãnh này sẽ nối với một cái đường nước lớn để mà chúng ta đẩy ra khỏi ruộng. Và cái cuối cùng đó bà con thấy là tôi ghi rất là rõ, đó là phải kiểm tra lại một lần nữa trước khi xuống giống. Chứ bây giờ bà con xuống giống rồi cây lúa èo ọt rồi bây giờ bà con có cứu chữa gì đi nữa nó cũng sẽ bị giảm năng suất. Nên bây giờ kiểm tra bằng cách nào, bà con thấy hai dụng cụ không? Một là cái đo chua, cái bằng cái giấy quỳ, cái đó rất là rẻ, có 10.000 đồng mà tới 80 sấp bà con đo. Khi nào mà thấy cái độ chua của nó trên 5,5, tức là trị số pH đó, trên 5,5 thì bà con mới gọi là an toàn về mặt phèn. Bởi vì thường thường mặn nó kéo theo phèn, bà con lưu ý cái chỗ đó. Và rồi cái dụng cụ kế bên đó là đo mặn. Bà con thấy dụng cụ đo mặn này á, cũng có 50.000 à, rất là rẻ. Thì bà con làm bằng cách nào? Ra giữa ruộng móc một cái lỗ như thế này, bề ngang gang tay, sâu gang tay.
bà con hất nước trong lỗ đó ra đi, sau đó để cho nước nó chảy vào rồi bà con múc để đo cái độ chua cũng như là cái độ mặn. Độ mặn mà nếu như mà độ mặn đó mà vào khoảng cỡ chừng 0,5 phần ngàn dưới nữa thì quá hay. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái độ chua và độ mặn không đạt thì bà con phải chờ tiếp tục những cây mưa kế tiếp tới chừng nào mà cho nó đạt yêu cầu chúng ta mới xuống giống. Nếu mà bà con làm được như vậy thì tôi nghĩ rằng hồi nãy bà con thấy là không có hối hận bây giờ xuống rồi mà không biết nó đi về đâu. Bởi vì mình không có kiểm tra được cái đồng ruộng mà nãy tôi rất nhất trí với anh Hùng là phải mình phải kiểm tra, kiểm soát rồi mình hãy xuống giống. Thành thử là cái việc mà chúng ta theo dõi cái thông tin của cán bộ ở địa phương để quyết định cái thời điểm nào xuống giống từ từng cánh đồng tôi cho là quan trọng lắm. Bây giờ thấy thỏa mãn rồi mình hãy xuống. Chứ nếu không á chúng ta lại mất giống. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Vậy thôi cái phần mà sử dụng phân đầu trâu thì xin đề nghị kỹ sư Mỹ đầu trâu bản phèn á. Để trao đổi, để tôi nghĩ rằng quan trọng lắm anh Mỹ. Để rửa cho được ba cái mặn ra khỏi ruộng. Bà con mình ở đây là bị mặn còn dính lại, bà con nói đó. Bà con mình biết. Sẵn đây tôi nói nè. Bà con biết á, mặn á, khi mà nó vô trong cái đất của mình cái rồi nó bám vô trong cái bề mặt của cái keo đất như thế này. Mà keo đất này là điện tích âm, mà mặn là điện tích dương, nó hít lại nhau như thế này. Nếu mà bà con mà không dùng một cái chất gì đó mà đẩy nó ra khỏi cái cục đất này rồi sau đó nước mưa đẩy đi á, bà con tốn nhiều nước để mà rửa nó dữ lắm. Nên cái vấn đề mà chúng ta sử dụng những cái chất để mà đuổi nó là rất là quan trọng. Nên tôi nghĩ phần anh Mỹ cũng rất là quan trọng. Cảm ơn giáo sư ạ. Dạ xin mời kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ ạ. Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Tiếp theo cái phần phân bón mà giáo sư Vệ vừa đề nghị đó thì như chúng ta đã biết á, đồng bằng sông Cửu Long đó, đại đa số đất của chúng ta thì nó thiếu lân và nó thiếu vôi, nó xếp vào loại là nghèo lân và nghèo vôi. Thì đặc biệt khi mà nó khô hạn thì cái ruộng của chúng ta nó nứt nẻ và phèn ở dưới thì nó xì lên. Thì trong đó nó có sắt, có nhôm hoặc là các cái ion SO4. Và khi mưa đó thì cái này nó tan ra và nó ảnh hưởng, nó là hại đến cái rễ lúa chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải rửa thật sạch cái ruộng của chúng ta trước khi chúng ta gieo xạ là vậy. Thì trong cái vụ hè thu này thì đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta nó bị hạn và nó bị mặn xâm nhập, thì công ty cổ phần phân bón Bình Điền có hỗ trợ cho bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long là 43 tấn đầu trâu mặn phèn. Trong đó thì có cái tỉnh Sóc Trăng của chúng ta. Thì nhân đây thì tôi cũng nói rõ cái phân đặc điểm của cái phân đầu trâu mặn phèn. Thì nó có cái công thức là 4 đạm 14 lân 20% vôi nguyên chất và 14% là cái chất silic. Thì cái đạm thì cái lân đó thì bà con nông dân thì cũng nắm rõ rồi. Thì chúng tôi xin trình bày cái canxi. Thì canxi đó nó đầu tiên chúng ta nhớ nó là cái thành phần của cây trồng của chúng ta, không riêng cái lúa, tất cả các cây trồng. Và khi nó có đầy đủ cái canxi đó thì cái thành và cái vách tế bào của cây trồng của chúng ta nó sẽ cứng, nó sẽ chắc hơn. Do đó nó chống chịu được với sâu bệnh, nó chống chịu được với khô hạn, do nó ít thoát hơi nước hơn và nó sẽ ít đổ ngã hơn. Ngoài ra đó, khi chúng ta bón cái canxi vào trong đất đó thì cái canxi nó giúp tăng cái pH lên, tức là cái đất phèn, đất chua là đất nó có cái pH thấp. Thì khi chúng ta bón cái vôi vô, cái vôi ở trong cái đầu trâu mặn phèn nó khác với cái vôi mà chúng ta mua ở ngoài thị trường. Thì chúng ta bón vô nó sẽ tăng cái pH đất lên. Và khi nó tăng cái pH đất lên á, thì nó sẽ giúp cho rễ cây của chúng ta nó sẽ hút được một số cái dinh dưỡng. Mà khi cái pH nó thấp á, thì cây trồng chúng ta không hút được. Và khi cái pH nó tăng lên á, thì một số cái vi sinh vật nó có lợi đó, ở cái vùng rễ nó sẽ phát triển rất là thuận lợi. Và như vậy thì cây trồng chúng ta nó sinh trưởng rất là tốt. Và riêng về cái silic á, chúng ta thấy cái nhám nhám ở trên cái lá lúa hoặc là cái nhám ở trên cái vỏ trấu đó, thì những cái chất đó là nó có cái thành phần của silic trong đó rất nhiều. Và khi cây của chúng ta nó có đủ canxi và silic thì cái thành vách tế bào nó càng cứng chắc hơn, và như vậy đó thì nó sẽ ít có bị thoát hơi nước hơn. Và khi mặn xâm nhập vào đó, thì cái thành cái vách của cái rễ cây đó nó dày hơn những cái ruộng mà không có canxi và silic.
thì mặn cũng lâu ngấm hơn cái ruộng đó, lâu ngấm cái mặn vào cái cây lúa hơn là cái ruộng không có bón canxi và silic. Và một cái nữa là cái canxi và silic nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta nó chống lại cái sâu bệnh, do cái thành dách tế bào nó có những cái gai nó cứng, nó chống chịu sâu bệnh, nó khó phát triển hơn. Thì cái đó là cái thành phần chính ở trong cái phân đồng trâu mặn phèn. Và công ty của chúng tôi thì trong cái vụ vừa qua cũng có gửi đến một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long để bà con sử dụng để đạt hiệu quả và chia sẻ cái phần nào khó khăn trong cái đợt hạn mặn vừa rồi. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư ạ. Kính thưa quý khán thính giả và bà con nông dân, không chỉ cây lúa mà cây ăn trái cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn. Và làm thế nào để gia tăng sức khỏe cho loại cây trồng này? Chúng ta cùng chia sẻ, cùng nghe những chia sẻ từ nhà vườn ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Do cái tình hình năm nay khí hậu nó biến đổi, nó nhiệt độ tăng cao đó, khu vực mà nói chung là bà con ở đây của tụi mình là đa số là trồng cây có muối, mà đặc biệt là cây bưởi và cây cam. Do vậy thì so với những năm trước thì cây phát triển rất là tốt, đặc biệt trong năm nay đầu mùa khô tới nay thì cây nó có cái khuynh hướng là chậm, rất là chậm phát triển, ít ra đọt. Gọi nước tưới thì nó cũng thiếu thốn. Tôi rút kinh nghiệm từ năm 2016, hạn mặn kéo dài, năm nay tôi cung cấp phân hữu cơ như trừ để cỏ cho cây nên cây cũng phát triển cũng tạm ổn. Trước khi xâm nhập mặn thì tôi có trữ nước lại, đóng cống trữ nước ngọt để mình cung cấp cho cây. Từ đó nên cây nó hạn chế được cái vàng lá, đỡ vượt qua được cái mùa hạn mặn. Theo cái ý tôi, tình hình năm nay thì chắc phải bổ sung thêm kẽm và ba canxi, rồi thứ ba nữa là ba cái hữu cơ để tình hình trái cho nó phát triển lại. Như thường thường mỗi năm thì nó không bị mặn thì cây nó rất tốt, năm nay thì thấy tình hình trái nó cũng hơi kém phát triển hơn mỗi năm. Như cái ý của anh Tấn thì là cũng hay rồi. Nhưng mà theo ý tôi đó là mình nên dọn tàn để cho thất thoát, giảm thất thoát nước để cho cây thoáng mát. Là tôi thấy là thêm cái đó là coi bộ có hiệu quả. Qua mấy cái đúc kết kinh nghiệm của mấy anh mình nãy giờ thì tôi thấy là chúng ta cũng có là gần như là đầy đủ các cái yếu tố để bổ sung cho cây. Cái tình hình bây giờ thì đối với nông dân biết rằng mình mặn vườn là lâu năm như hồi xưa tới giờ là rất là nhiều năm rồi, nhưng mà đối với cái biến đổi khí hậu và cái tình hình hiện nay càng ngày càng khốc liệt thì chúng ta phải nên có những cái nhà chuyên môn để hỗ trợ tiếp cho bà con để vượt qua cái khó khăn. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện gia tăng sức khỏe cho cây ăn trái từ chính góc nhìn của nhà nông. Vậy thì từ góc độ của các nhà khoa học thì sẽ như thế nào ạ? Đối với vấn đề này thì chúng tôi xin được hỏi ý kiến từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và kỹ sư Nguyễn Phương Hùng ạ. Đầu tiên thì xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Và cái phóng sự nãy giờ chúng tôi cũng có trao đổi với nhau hỏi cái vùng này nó có mặn hay không? Bởi vì chúng tôi thấy là cây trái đúng là như bà con mình có nhận định là có sum xê. Mà nếu mà thật là cái vùng này mà có mặn á, thì đúng là bà con mình quản lý cái đề bào cống bọng tốt, có giữ nước được tốt, rồi bà con mình bón phân cũng là đúng. Nhưng mà để, bởi vì trong phóng sự thì chắc là cũng không có cái điều kiện để nói hết. Thôi để tôi cũng sẽ trao đổi thêm một
số thông tin để cho bà con mình ở những cái vùng mà áp lực mặn nhiều hơn nữa đó là có thể suy nghĩ và sử dụng. Chắc cô cho tôi cái thời gian để trao đổi với bà con mình một ít cái thời về cái vấn đề quản lý vườn cây ăn trái mà trong điều kiện bị mặn đó. Cho tôi cái file hình số 2 để cho bà con mình có thể theo dõi cho nó dễ. Tôi gọi là phải hình chứ thật ra đó là những cái mà tôi đã hệ thống lại cái cách mà chúng ta quản lý vườn cây ăn trái mà trong cái điều kiện bị mặn đó. Thì cho tôi phải hình số 2 cái. Ở đây tôi có tách ra làm hai cái. Một là chúng ta ngừa, đừng để cho vườn cây bị mặn. Còn một cái nữa là nếu mà bị mặn rồi thì chúng ta phải làm gì? Nếu được cho tôi cái file hình số 2 để cho bà con mình có thể dễ theo dõi. Thì thôi bây giờ nếu mà cán bộ kỹ thuật có trục trặc thì để tôi cũng trao đổi với bà con. Bây giờ để ngừa cho cái vườn cây ăn trái của mình mà nó không có, nghĩa là không có bị mặn như hồi nãy trong phóng sự bà con mình có nói đó. Trước nhất là tới cái mùa nắng đó mình nghe cái dự báo của ở bên các bộ phận chuyên môn để biết mặn nó có tới cái vùng của mình chưa. Thì bà con phải làm sao củng cố đê bao ngăn mặn, cống bọng này kia mà giữ cho thật tốt. Hồi nãy tôi nghe một nông dân nói mà tôi rất là hài lòng. Thì thôi bây giờ đây có cái hình rồi, thôi để tôi nói. Bà con thấy cái hình này là thấy cái cách của mình không? Hai bên là cái mương, ở giữa nó là cái liếp. Nếu như mà chúng ta củng cố cái đê bao ngăn mặn không có tốt, nó vô trong mương vườn rồi á, thì nó hút nước vô trong cái mé liếp. Rồi sau đó là nó bốc hơi lên, nó mau dẫn lên, rồi nó nước nó bốc hơi đi, mặn tích tụ lại. Như thế là nó làm từ ngày này qua ngày khác, thì cái dục rễ của cái cây là nó sẽ bị mặn. Nên ở vườn cây ăn trái là chúng ta tuyệt đối là nói rằng bây giờ tôi trồng cái cây này là chịu mặn, như có người nói cái cây bưởi chịu mặn được 1/1000, 2/1000 gì. Tôi nói nó chịu mặn được thì cảm ơn, nhưng mà tuyệt đối là chúng ta không để cho nước mặn vô mương vườn. Bởi vì vô mương vườn mà nó tích tụ mặn lên trên cái mặt liếp như vậy rồi, bà con thấy là mấy năm sau khó lòng mà rửa nó dữ lắm. Cho tôi cái hình tiếp theo của cái hình này để cho bà con mình thấy. Đây, có 4 điểm. Thì bị cái thời gian không cho phép tôi trao đổi chi tiết, nên tôi nói những cái nét lớn, rồi có cái gì bà con thấy cần thiết thì lát nữa hỏi thêm. Giờ phòng ngừa cái vườn cây bị mặn thì có 4 việc bà con mình cần phải làm. Thứ nhất là ngăn mặn, thì nãy giờ tôi nói nhiều rồi. Thứ hai là phải trữ ngọt. Bà con biết là ở bên biển Tây đó, ở cái vùng của là Trần Nguyện, Trần Văn Thời, rồi U Minh rồi đó, bên đó, đó nước ngọt đâu có về được tới đó. Mình ở bên này thì biển Đông thì có nước ngọt về, nhưng mà biển Tây không có. Nên bà con bên đó nghĩa là biết cách trữ được cái nước ngọt để có thể cung cấp cho cái cây trồng mình suốt ở trong cái mùa nắng. Nhưng mà được có cái lợi là bên đó là mưa là gần 7 tháng. Còn mình ở bên đây mưa chỉ có 6 tháng. Nhưng mà được cái lợi là mình có cái nguồn nước sông Mekong. Nên là có thể là nó cũng dài giống như bên kia, nên cái việc trữ nước cũng không khó khăn. Cái thứ ba đó là bà con nhớ là trong cái thời điểm nắng như vậy, khi nào mà muốn lấy nước vào trong mương vườn thì phải nhớ đo cái độ mặn. Nên như vậy là mỗi nhà vườn mình phải trang bị cái dụng cụ đo mặn ở trong cái vùng bị áp lực mặn. Cái thứ tư là khi mà giữ được nước ở trong mương vườn rồi thì chúng ta phải đừng để cho nước này nó thất thoát. Thì có 3 nơi thất thoát. Một là nước trong mương vườn bị thất thoát, bà con thả cái ni lông lên trên mặt nước một cái là coi như nó giảm cái mất nước qua mặt nước liền, giảm mất nước ngay. Cái thứ hai là bốc hơi qua mặt liếp, thì bà con phải tủ nó bằng rơm, bằng nếu cuối cùng không còn vật liệu gì tại địa phương nữa thì dùng cái màng phủ nông nghiệp. Và cái thứ ba là nó thoát hơi qua lá. Hồi nãy trong phóng sự thì bà con mình cũng nói là cái dọn tàn lá này kia đó, bị gì á, cái cây đó hút nước ở dưới rễ xong rồi nó đem lên trên lá, lá nó có những lỗ thở, nó thoát hơi ra bên ngoài. Nên trong cái thời gian này chúng ta phải giảm bớt cái tàn lá. Thì như vậy là chúng ta có thể là cái giai đoạn mà gọi là phòng ngừa đừng cho cái vườn cây mình bị mặn, thì bà con mình lưu ý. Cho tôi cái hình tiếp theo để nói chút xíu là khi bị mặn thì chúng ta phải làm gì. Khi vườn cây bị mặn, khi mà vườn cây bị mặn thì cũng có 4 việc bà con mình cần phải làm. Một là giảm cái nhu cầu nước của cây. Bây giờ thiếu nước uống rồi mà bây giờ cây nó đòi uống nước hoài thì chết. Nên bà con mình phải tỉa bớt cành, nhánh, lá. Còn nếu mà đang mang bông mang trái thì chúng ta cũng bỏ đi, chúng ta thà là mất cái vụ này mà chúng ta giữ được cái mạng sống của cái cây của mình cho những cái năm tới. Cái thứ hai đó là giảm mất nước ở trong liếp bằng cách là che phủ cái mặt liếp bằng những cái vật liệu mà chúng ta có được ở tại địa phương.
Thứ ba là tăng cái khả năng chịu mặn mặn của cây thì có hai cái. Một là bà con có thể phun cái hormone prasinolid. Hai là bà con có thể phun cái chất humic acid. Bà con có thể ghi hai cái này thì đem lại cửa hàng vật tư thì người ta sẽ giới thiệu với bà con cái sản phẩm nào, chế phẩm nào nó có hai cái chất này. Và cái cuối cùng đó là khi cây bị mặn đó thì lúc này mình đâu có bón phân dưới gốc được vì không có nước mà. Trong thời gian nó bị mặn rồi thì bà con có thể là phun phân qua lá, mà cái phân ở đây đó là nitrat kali phun với nồng độ là 10 gram trên lít. Thì như vậy là trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ cầm hơi để mà chống chịu cho cái cây mình chịu đựng qua cái thời kỳ hạn và mặn như thế này, để chờ mưa xuống hoặc là ở nước sông Mekong mà nó có mang nước ngọt về thì lúc đó bà con đưa nước vô mương vườn và phục hồi cái dưỡng cây của mình trở lại. Thì đấy là một số cái lưu ý với bà con. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tiếp đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 6 do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện với chủ đề gia tăng sức khỏe cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ phim trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng trên sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz, được phát trực tuyến trên website thst.vn, trên trang Facebook và YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Quý vị hãy gọi điện thoại về số máy 02993 526 526 để được các nhà khoa học tư vấn trực tiếp. Tổ thư ký vẫn đang tiếp nhận tất cả các cuộc gọi của bà con và các phần quà dành cho khán giả có câu hỏi hay vẫn đang chờ đợi chủ nhân của mình. Tinh khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tinh khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Với chủ đề ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được nhờ kỹ sư Nguyễn Phương Hùng tư vấn cho khán giả Nguyễn Văn Gọi ở Long Phú, Sóc Trăng. Vụ lúa hè thu thay đổi thời tiết, nắng nóng, làm cách nào để khi xạ thì sẽ không bị chết mạ? Xin mời kỹ sư. Kính thưa anh Gọi cùng bà con xem đài. Thì anh có hỏi là cái vụ lúa hè thu do cái thời tiết thay đổi. Thì nắng nóng quá thì làm cách nào để mà khi xạ thì cái mình không bị chết mạ? Thì có lẽ ở đây thì khi mạ nó chết thì chúng ta cũng tìm ra nó có những cái nguyên nhân gì nó chết. Thứ nhất là nó chết có phải do ngộ độc phèn hay là nó chết do cái ngộ độc mặn, hay thứ ba là nó chết do dịch hại hay không. Nếu mà do cái đất mình nó hiện nay nó còn phèn hay mặn, nói như nãy giờ thầy trình bày, như vậy thì trước khi mình xuống giống thì chắc ăn là mình phải kiểm tra lại cái nước, kể cả ruộng kinh, trước khi chúng ta mà đưa cái này vào để chúng ta làm đất. Vì hiện nay một số vùng hiện nay do là cái mưa của mình cục bộ chưa có đủ nước. Cái thứ hai thì trong quá trình làm đất thì như thầy nói kết hợp làm bằng khoảng rồi đánh rãnh để chúng ta rút được cái phèn mặn. Và trong quá trình như vậy đó thì chúng ta đưa vô, chúng ta cải tạo rồi phân mặn phèn vân vân. Tất cả các biện pháp. Và tiếp tục như vậy, sau khi mình xạ như vậy thì mình có những cơn mưa lớn thì chúng ta tiếp tục lại chúng ta phải rửa nữa để giảm bớt được những cái độc chất trong cái ruộng. Và chúng ta cũng hạn chế cái việc mà của năm 2020 thì qua một số vùng mà đi kiểm tra thì thường là những cái ruộng mà chỗ nào bị khô nước thì chỗ đó thường nó do chết, do phèn rất là nhiều. Do vậy cũng hạn chế mà rút cái nước quá khô trong cái thời gian mà nắng nóng. Cái nữa thì bây giờ cái hạt giống thì chúng ta không phải cường lực, mà hai cái hormone mà và cái acid amic mà thầy vừa trình bày đối với cây ăn trái thì chúng ta cường lực cho cái hạt giống làm sao nó mạnh để nó chống chịu. Rồi chúng ta cũng nên bón lót cái phân mặn phèn, hoặc giả là trong quá trình thì bà con có thể là bón xóm cái những cái nguyên tố mà nó chứa canxi silic hay là cái kali để làm sao giúp cho cây lúa của mình nó chống chịu trong cái điều kiện bất lợi như vậy. Thì có như thế thì có lẽ là cái giai đoạn đầu chúng ta xạ xuống thì cái việc mà hạn chế bớt chết cây mạ giai đoạn còn cây mạ thì nó sẽ tốt hơn. Cũng cảm ơn Gọi. Cảm ơn kỹ sư ạ. Dạ, tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả Huỳnh Ngọc Trang ở Kết Sách Sóc Trăng. Câu hỏi này xin được nhờ kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ tư vấn ạ. Làm thế nào để phân biệt được phân bón kém chất lượng và phân chất lượng?
Nếu không may bón ngay phân kém chất lượng thì có hại như thế nào? Sâu bệnh phun một loại thuốc thì sâu kháng thuốc, còn rải một loại phân AT1, AT2, AT3 cho cây ăn trái liên tục nhiều năm, đất có bị chai và cây kém phát triển hay không? Và công ty có loại phân đạm nào ít bốc hơi phân dùng cho lúa hay không ạ? Xin mời kỹ sư. Dạ thưa bà con, để làm thế nào để chúng ta phân biệt được cái phân kém chất lượng đó, thì đầu tiên là cái cảm quan đó, chúng ta nhìn vào cái hạt phân thì nó sáng, nó bóng và nó khô, nó ráo. Và chính xác nhất đó là chúng ta phải đem vào cái phòng thí nghiệm và chúng ta phân tích cái hàm lượng, ví dụ như là đạm, lân hoặc là kali, nó có đúng với cái số đăng ký ở trên bao bì hay không, thì chúng ta mới biết được cái phân nó có đủ chất lượng hay không. Và để tránh mua cái phân kém chất lượng đó thì chúng ta nên mua ở các cái đại lý người ta mua bán có uy tín, là chúng ta chọn những cái loại phân nó có cái thương hiệu ở trên thị trường. Và trong cái trường hợp mà chúng ta bón cái phân kém chất lượng thì nó sẽ hại như thế nào? Thì chúng tôi ví dụ như chúng ta bón cho một hecta đất là 8 bào phân thì có thể là chúng ta đạt là 90 đạp nguyên chất, 50 lân nguyên chất và 30 ký kali nguyên chất. 8 bào phân thì đạt vậy. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta xài cái phân kém chất lượng đó thì chúng ta bón 8 bào phân nó sẽ không có đạt tới 90% đạm và nó không đạt được 50 kg lân cho một hecta và 30 kg kali cho một hecta. Thì một cái vụ lúa chúng ta phải đáp ứng cái lượng dinh dưỡng như vậy thì chúng ta mới đạt được cái năng suất theo cái mong muốn chúng ta. Và chúng ta đã bón cái phân kém chất lượng thì vô tình chúng ta không cung cấp đủ cái công thức, cái dinh dưỡng cho cây lúa thì cái năng suất của chúng ta nó sẽ giảm rất là nhiều. Và nó giảm thì nó tùy theo cái chất lượng của cái loại phân bón đó. Và về sâu bệnh thì người ta nói nếu mà chúng ta phun hoài một cái loại thuốc đó thì con sâu hoặc là cái bệnh nó sẽ kháng cái thuốc đó. Và chúng ta xài cái phân AT1, AT2, AT3 của đầu trâu thì một thời gian thì đất nó có bị chai cứng hay không, thì chúng ta phải hiểu cái đất nó chai cứng đó tức là cái đất nó thoái quá. Cái đất này đó, cái thứ nhất là không có giữ dinh dưỡng lại được, tức là trong đất nó rất là ít cái dinh dưỡng. Và khi chúng ta bón cái chất dinh dưỡng vào và cái đất nó cũng không giữ lại được, thì tất cả các loại đất dù chúng ta xài hay không xài phân hóa học thì chúng ta để một thời gian nó đều phải thoái quá, nhất là chúng ta có canh tác trên đó và nó bị rửa trôi, chúng ta không có trồng những cái cây che đất, thì cái biện pháp để chống cái đất mà chúng ta thoái hóa đó là bắt buộc chúng ta phải bón nhiều phân hữu cơ. Và cái đất mà nó chúng ta sử dụng một thời gian, cái đất nó sẽ có cái khuynh hướng nó chua, là khi nào chúng ta sử dụng nhiều cái phân SA, tức là cái phân sulfate amon. Và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đó thì hình như bà con nông dân không có xài cái phân này. Phân này 100 kg thì nó chỉ có 21 kg đạm và nó gọi là phân sinh lý chua. Chúng ta xài cái phân này nhiều năm thì đất chúng ta nó bị chua. Còn hiện nay bà con sử dụng phân ure, ADB thì nó không làm cho đất chua. Trong cái phân đầu trâu AT1, AT2 cũng như đầu trâu AT3 thì công ty không có sử dụng cái phân SA trong đó nên không có bị gây chua đất. Và bà con lưu ý là tất cả các loại đất nếu chúng ta muốn nó không bị thoái quá, nó không bị chai thì bắt buộc chúng ta hàng năm chúng ta phải bồi bổ cái phân hữu cơ vô thì đất của chúng ta nó mới bền vững. Dạ, xin mời giáo sư ạ. Cái phần anh Mỹ trao đổi thì tôi thấy rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà nó có một cái là nhiều khi tôi chỉ tham gia về góc độ làm sao mua cái phân nó được tốt thôi. Tức là nãy bà con mình sợ phân kém chất lượng á. Mà tôi cho rằng cái đấy cũng là cái nhức nhối trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều. Thành ra những cái khuyến cáo của anh Mỹ thì tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng mà nó có một cái là nhiều khi bà con mình lại cũng không đủ cái điều kiện để mà có thể phân biệt được, hoặc là kinh nghiệm để phân biệt được. Thì cái mà tôi nghĩ rằng bà con mình yên tâm đó là cái vấn đề bà con nghe cái chữ hàng hiệu không? Cái chữ hàng hiệu đó là, hiệu đây là thương hiệu đó.
ngay cả trong tiêu dùng những cái khác, chứ không phải là ngay là trên cái vấn đề vật tư nông nghiệp không, mà ngay cả trong tiêu dùng cũng vậy. Cái xu hướng bây giờ đó, người ta sẽ coi những cái nào mà nó có cái thương hiệu lớn, tức là những cái nhà sản xuất lớn đó. Bởi vì á, họ phải giữ cái uy tín, nên như vậy là họ tồn tại trên thế giới, thì có những cái nhà sản xuất tồn tại tới mấy trăm năm, còn trong nước của mình á, thì dài mười năm. Bởi vì họ phải làm sao họ đảm bảo cái sản phẩm của họ nó cái chất lượng nó lúc nào nó cũng vậy hết trơn, nên á, cái vấn đề cái thương hiệu là cực kỳ là quan trọng. Nên mình tìm mấy cái công ty mà có uy tín. Ông, trong dân gian ông bà mình nói cái người có tóc đó là rất là sợ làm những cái việc không đúng, bởi vì người ta nắm được. Nên các cái công ty lớn không thể nào mà tính cái chuyện mà làm ăn ngãn bụi đâu. Nên cái chuyện đó là trước tiên là bà con mình lưu ý. Cái thứ hai nữa là phải tìm đến những cái đại lý uy tín. Tôi cho rằng cái đó cũng rất là quan trọng. Nghĩa là bà con đảm bảo cái nhà sản xuất có uy tín, đại lý có uy tín, thì đó là cái nơi để chúng ta có thể là gửi gắm yên tâm được, là mua được những cái hàng mà gọi là cái chất lượng nó bảo đảm. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và xin cảm ơn kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ ạ. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được nhờ kỹ sư Nguyễn Phương Hùng tư vấn cho khán giả Nguyễn Hồng Sơn ở Trần Đề ạ. Hiện nay thời tiết bất lợi, nắng mưa không đồng đều, vậy bà con nông dân nên canh tác lúa như thế nào cho hợp lý? Thời tiết bất lợi, chi phí tăng cao, bà con nông dân làm ít lời, vậy có giải pháp gì để đạt hiệu quả cao hay không? Nếu bà con nông dân làm theo giải pháp 1,5 giảm, 4 đúng thì có giảm chi phí và tăng lợi nhuận hay không? Nếu bà con bón phân hợp lý, đầy đủ các chất trung vi lượng, không thừa không thiếu thì có tăng lợi nhuận cho hiệu quả cao trong thời tiết bất lợi hay không ạ? Xin mời kỹ sư. Kính thưa anh Nguyễn Hồng Sơn và bà con xem đài đây, thì anh có 4 câu. Đầu tiên trả lời câu thứ nhất, thì canh tác thế nào là hợp lý? Trong cái điều kiện mà nắng nóng như thế này, thì kính thưa anh Sơn, nãy giờ thì những cái phần mà trước đây bản thân tôi và thầy đã trình bày, chắc có lẽ tôi không trình bày lại. Tuy nhiên canh tác hợp lý thì bây giờ mình phải canh tác làm sao cho nó thông minh, tức là làm sao anh áp dụng tổng các biện pháp tổng hợp từ cái việc mà làm đất rồi chọn giống rồi quản lý phân bón như thế nào, sử dụng như thế nào có hiệu quả, và kể cả về quản lý dịch hại và áp dụng các cái quy trình kỹ thuật mà được khuyến cáo của cái ngành chuyên môn. Như vậy thì mình đó là mình canh tác nó một cách nó hợp lý. Cái thứ hai thì như vậy thì thời tiết bất lợi, chi phí tăng cao và con làm ít lời, vậy có cái giải pháp gì để đạt hiệu quả cao? Thì bây giờ trong quá trình làm lúa thì hiện nay thì để mà giảm được cái chi phí bà con mà đạt hiệu quả cao, thứ nhất là chúng ta phải tính toán phần nào chúng ta cần xử lý thì chúng ta xử lý, còn cái phần nào chúng ta cố gắng tiết kiệm đừng phí phạm về mặt chi phí, từ kể cả sử dụng trong phân bón, kể cả sử dụng thuốc quản lý dịch hại, trừ dịch hại, vân vân. Tức là làm sao chúng ta sử dụng một cách nó phù hợp và thích hợp nhất và nó đúng nhất, như vậy thì cái chi phí sản xuất của bà con nó sẽ giảm xuống, kể cả từ chuyện chúng ta sử dụng hạt giống, chúng ta xạ thưa, vân vân, tất cả các thứ, thì có lẽ là cái chi phí chúng ta nó giảm xuống thì cái hiệu quả của kinh tế thì nó sẽ đạt tăng lên. Câu thứ ba thì anh nói bây giờ cái giải pháp 1,5 giảm 4 đúng ấy, thì có giảm được chi phí và tăng lợi nhuận không? Thì tất nhiên, tức là hiện nay thì một số cái chương trình mà được ngành nông nghiệp ở các nơi đã khuyến cáo bà con nông dân, tức là từ trước đây, từ cái chuyện mà chúng ta làm cái theo cái chương trình IBM, rồi sau đó thì một tới chương trình 3 giảm 3 tăng, sau này chương trình 1,5 giảm, rồi chương trình 1,5 giảm, rồi gần đây thì có cái chương trình là canh tác lúa thông minh. Do vậy nếu anh áp dụng được các cái chương trình một cách bài bản, tùy theo cái điều kiện từng mùa vụ và áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng, kể cả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kể cả trong sử dụng phân bón, thì tất nhiên cái lợi nhuận của anh nó sẽ tăng lên và cái chi phí của anh nó sẽ giảm bớt đi. Và câu cuối cùng anh hỏi như vậy thì bón phân hợp lý đầy đủ, trung vi lượng thì không thừa không thiếu, tức là ở đây là anh muốn nói là bón phân cân đối, tức là giữa nguyên tố đa lượng, rồi nguyên tố trung lượng, nguyên tố vi lượng, do đó mà lại không thiếu không thừa nữa, không thừa không thiếu, thì cái lợi nhuận có tăng hay không?
Và trong cái điều kiện thời tiết này thì trong tất cả quy trình kỹ thuật canh tác lúa của các cái cơ quan mà trong ngành nông nghiệp thì lúc nào cũng khuyến cáo bà con làm sao mà bón phân cân đối, tức là giữa các nguyên tố đa lượng, ví dụ đạm, lân, kali. Bên cạnh đó thì phải bổ sung thêm một số cái chất từ nguyên tố trung lượng, ví dụ canxi, rồi magie, silic, và kể cả một số cái nguyên tố vi lượng hiện nay mà có hiệu quả trên cái lúa, thí dụ như kẽm và bo. Thì nếu như mà chúng ta áp dụng hài hòa, bón đầy đủ, hợp lý kể cả ba cái nhóm như thế thì có lẽ thì cái hiệu quả sẽ tăng lên trong cái điều kiện mà nhất là trong cái thời tiết bất lợi như hiện nay. Xin cảm ơn anh sư. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư ạ. Dạ, tiếp theo chương trình xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho khán giả Nguyễn Văn Nhã ở Mỹ Tú, Sóc Trăng ạ. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nếu lạm dụng phân hóa học dùng cho cây trồng thì có đi ngược lại với nền công nghiệp bền vững, làm cho đất chua, pH thấp, cây trồng suy kiệt, có đúng hay không ạ? Xin mời giáo sư. Em Nhã nói cái chữ lạm dụng á, không riêng gì cái vụ này đâu. Lạm dụng cái gì nó cũng không tốt, đã gọi là lạm dụng làm sao mà tốt được. Ngay cả ăn uống cũng vậy, mình ăn nhiều quá nó cũng không phải là tốt, nó gọi là lạm dụng đó. Còn riêng về cái phân bón hóa học thì em biết rồi, cái phân hóa học nó là một cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Bà con mình đừng nói vậy rồi quay lưng với phân bón hóa học là khó lòng mà tính cái việc gọi là cái thâm canh tăng năng suất đồ này kia, rất là khó. Nhưng bây giờ phải làm sao đừng lạm dụng như là em Nhã nói. Mà muốn đừng lạm dụng đó thì bà con mình phải hiểu rõ, rất rõ cái nhu cầu của cây, khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất, rồi cái loại phân bón nào để có thể bù đắp lại những cái thiếu hụt của đất. À, để làm chi? Để chúng ta không có lạm dụng, nghĩa là làm cho nó vừa đúng thôi. Mà muốn mà làm vừa đúng á, thì bà con biết không? Không phải là dễ. Nói cái chữ gọi là bón cân đối rồi bón cho nó vừa đủ để đừng lạm dụng mà gọi là cho nó đúng, không phải dễ. Đòi hỏi cái việc là bà con mình phải có phân tích đất rồi phân tích cây. Tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới bà con mình sẽ quen cái này. Cái này thì các nước trên thế giới người ta làm cách đây mấy mươi năm, hàng trăm năm rồi. Có nghĩa là trước khi người ta bón, người ta lấy cái mẫu cây người ta phân tích để người ta biết cái vườn của người ta thiếu cái gì, thiếu chừng bao nhiêu. Rồi đất như vậy là có kham nổi cái dinh dưỡng mà cái cây cần không? Người ta mới tính cái việc là bón làm sao cho nó vừa để không có phải phá dư. Thật ra nhiều khi không phải bà con mình lạm dụng, nhưng có một cái là mình không biết được cái bao nhiêu là đủ cho nó, thôi muốn ăn chắc nên mình bón cho nó nhiều, thành ra cái chữ gọi là nó quá thừa rồi nó trở nên lạm dụng. Mà thừa như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến đất rất là dữ. Thành ra tôi trả lời với em Nhã nó là như vậy. Dạ, xin cảm ơn giáo sư ạ. Dạ thưa kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, khán giả Nguyễn Văn Nhã còn hỏi là nếu sử dụng phân lân đầu trâu thì có cải tạo được đất chua pH thấp hay không ạ? Xin mời kỹ sư ạ. À, đất chua pH thấp đó, là trong đó cái đất nó có cái hàm lượng sắt và nhôm nó cao và nó có cái gốc SO4 rất là nhiều. Thì cái chất đó mà nó trị được cái chua đó thì cái thứ nhất là nó gồm có là vôi hoặc là lân. Thì khi lân chúng ta bón vô, lân nó sẽ kết hợp với sắt và nhôm thành phosphat sắt, phosphat nhôm. Và cái chất này nó không tan, và khi chúng ta xả nước chúng ta bỏ đi thì nó sẽ trôi đi mất và đất của chúng ta nó bớt cái phèn. À, còn riêng cái gốc SO4 đó thì khi mà chúng ta bón vôi vào á thì cái Ca trong vôi nó sẽ kết hợp với gốc SO4 nó thành CaS4, tức là thạch cao đó, cái mà người ta làm tượng đó thì bà con thấy cái chất làm tượng nó không có tan trong nước, do đó nó không có gây hại cho cây, và khi chúng ta rửa thì nó cũng trôi đi. Và nói về vôi rất là nhiều, nhân tiện đây chúng tôi xin nói để bà con hiểu rõ cái vôi. Vôi mà bà con mà thường mua ở ngoài chợ và nó có 1-2 ngàn đồng ký đó, thì cái công thức là CaCO3. Bà con bón vào trong đất đó rất là lâu cây nó mới hút được cái chất này. Và khi cái phân CaCO3 đó người ta đun lên nhiệt độ thiệt là cao đó, thì nó thành CaO, là người ta gọi là cái vôi tôi đó. Vôi này chúng ta bỏ vô nước và là nó sẽ sôi lên. Thì cái vôi này khi người ta hòa vào nước thì người ta tưới vào trong cây đó thì cây nó sẽ được hấp thụ được nhanh hơn. Còn cái vôi trong cái đầu trâu mặn phèn đó, đó là silicat canxi. Thì khi chúng ta bón vào trong cây đó thì lập tức là cây nó hấp thụ được cái canxi liền.
Còn cái vôi mà nóng đó, chúng ta hòa nước chúng ta tưới vô trong cây, chúng ta không khéo thì cái rễ cây nó sẽ chết. Và chúng ta phải tưới xa gốc và một thời gian thì cây nó mới sử dụng lại được. Thì cái vôi thì bà con phân biệt như vậy. Cái thứ nhất là đá vôi, cái mà mình mua 1-2 ngàn ký đó, mình rải xử lý mấy cái vuông tôm hay mấy cái ruộng đó là cái cục đá vôi người ta nghiền ra. Thì cái này bón vô nó rất chậm cái tác dụng. Và cái thứ hai là khi chúng ta đun nó lên thì nó thành vôi tôi. Và cái vôi này chúng ta bỏ vô nước là nó sôi lên á. Thì cái vôi này thì cây nó sẽ hút được, nó có tác dụng. Nhưng bà con lưu ý, cái vôi tôi đó khi người ta bán không hết, người ta để một thời gian lâu á, thì nó trở lại cái đá vôi ban đầu và nó sẽ mất cái tác dụng. Thì sử dụng vôi thì bà con lưu ý như vậy. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Tiếp theo chương trình xin được nhờ kỹ sư Nguyễn Phương Hùng tư vấn cho khán giả Huỳnh Văn Dũng ở Trà Vinh ạ. Lúa 4 đêm nhưng nước mặn và lúa chết, tôi đã xạ 3 lần nhưng lúa vẫn chết. Xin hỏi là phải xử lý như thế nào ạ? Xin mời kỹ sư ạ. Kính chào anh Dũng. Thì ở đây anh trình bày là lúa đã 4 đêm rồi nhưng mà nước mặn, nước trong đất cũng còn nước mặn mà lúa chết, mà anh đã xạ 3 lần rồi mà nó vẫn chết. Thì bây giờ phải xử lý thế nào? Thì chắc có lẽ là như thế này. Một là anh phải xem lại cái đất của mình và anh kiểm tra coi mức độ mặn nó như thế nào. Như thầy hồi nãy thầy có nói, tức là phải kiểm tra cải cả mức độ mặn như thế nào. Vì trước khi xuống giống mình kiểm tra mà độ mặn trong đất nó cao quá, mình xạ xuống gặp nắng thì nó chết. Do vậy anh phải kiểm tra lại cái mặn trong đất như thế nào để anh có cái biện pháp anh tận dụng mưa hay là đưa nước ngọt để anh ngâm, anh rửa làm sao mà cái giảm độ mặn tối đa cỡ 0,5 ngàn, dưới 0,5 ngàn, như vậy thì lúc đó anh hãy xuống giống trở lại. Chứ còn anh không rửa bây giờ anh tiếp tục xuống mà gặp nắng nóng trên nữa. Cái thứ hai nữa thì trong quá trình như vậy thì làm đất thì như thầy đã nói rồi, bây giờ phải bón cái vôi làm sao cho cái mặn nó nhả, nó đừng dính trong đất ra nữa, để làm sao cho cái mặn nó giảm bớt. Và cái thứ ba, tức là trong quá trình như vậy thì phía chỗ công ty thì chỗ anh Mỹ có thể trình bày thêm, hỗ trợ thêm cho cái hộ này. Tức là mình có cái phân mặn phèn, đầu trâu mặn phèn thì có lẽ anh bón lót đầu trâu mặn phèn. Và trong quá trình anh xạ như vậy thì chắc có lẽ là những biện pháp bây giờ mà mấy anh em ngồi đây, kể cả thầy trình bày, kể cả anh làm rãnh thoát nước cái gì để làm sao mà rút cái mặn này sớm nhất, mà nhanh nhất. Và tận dụng thêm nữa là làm sao phải rửa mặn nữa, tức là có mưa hay gì đó là anh tiếp tục rửa trong ruộng nữa, thì có thể anh xử lý cái này. Thì để thôi anh cứ xả đi xả lại thì nó vẫn chết. Cảm ơn anh Dũng. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Toàn ở Kế Sách Sóc Trăng. Xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ tư vấn ạ. Đầu tiên thì xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Đất ví như người mẹ, còn cây trồng là con. Đất khỏe thì cây khỏe, có đúng hay không? Làm gì cho đất khỏe để giúp cho cây trồng chống chịu thời tiết được khắc nghiệt ạ? Em Toàn dí giòn cái này tôi rất là ưng bụng. Đất, bởi vì đất nó cung cấp cái dinh dưỡng cho cây trồng. Bây giờ bà con không bón phân gì hết, bà con cắm một cái cây gì đó trên cái đất đó, nó cũng là lớn rồi, nó cũng ra bông ra trái. Mà nó ăn không ăn, ăn dinh dưỡng ở đâu? Từ ở trong đất. Thì giống như là cái người mẹ mà cung cấp cái thức ăn hay là sữa cho cái người con. Nên em dí giòn cái này rất hay. Nhưng mà chính mình á, nhiều khi mình làm cho đất không khỏe. Đó là do mình tạo ra những cái độc chất. Mình không ngăn ngừa những cái độc chất làm cho nó dễ bị tổn thương. Đó, như kỳ rồi đó. Mặn tới mà bà con mình không có đê bao để mặn xâm nhập vô, tức là đất đó lại là không khỏe rồi. Bởi vì nó mặn đó nó giết chết mấy cái cây nãy giờ, cái lúa xuống giống mấy đợt đó là do cái vậy. Không thôi là ngộ độc hữu cơ. Chính mình đã làm cho đất không khỏe. Rơm rạ đúng ra mình phải cho nó phân hủy rồi chúng ta mới là để nó trong đất. Còn đằng này mới vừa thu hoạch lúa xong, bà con cho nước vô, nhận rạ vô ở trong đó, phân hủy trong điều kiện yếm khí, nó sản sinh ra độc tố là axit hữu cơ. Thì như vậy là đất không khỏe rồi. Ai làm ra? Cũng chính mình làm ra cho đất không khỏe. Không thôi là những cái hóa chất về bảo vệ thực vật, từ cái bạc lo burazon bà con mình xử lý ra qua, ra trái, rồi tới những cái thuốc diệt cỏ mà bà con mình xài không đúng, nó tồn dư ở trong đó, nó giết chết những cái con vi sinh vật và những sinh vật có lợi trong đất. Chính mình cũng làm cho cái cây trồng khỏe. Thành ra cái chỗ này đó em Toàn, bây giờ tôi nghĩ rằng bà con mình ngồi chúng ta phải kiểm trở lại.
để coi coi những cái việc gì chúng ta làm mà cho đất không khỏe thì chúng ta sẽ hạn chế. Nhưng mà bà con nhớ ba yếu tố nha, ba cái đặc tính của đất: một là đặc tính hóa học, hai là đặc tính vật lý, ba là đặc tính sinh học. Thì sau này nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ trao đổi ba cái đặc tính này sâu hơn, chứ bây giờ nói để cho bà con mình bắt đầu nghĩa là lưu ý cái đất, để cho đất khỏe thì ba cái đặc tính này nó phải khỏe mới được. Dạ thưa giáo sư, cây sầu riêng thì khi nắng và mưa thì có cần những chất dinh dưỡng nào ạ? Xin nhờ giáo sư cho biết ạ. Cái câu hỏi này của em Toàn nó rộng quá. Nắng và mưa dinh dưỡng, nhưng mà có một cái chỗ này. Cái cây sầu riêng nó có một cái đặc biệt, cái chỗ là nó rất thích ẩm, đất phải ẩm, không khí phải ẩm, nhưng mà không chịu uống nước. Nó không chịu uống nước, nên như vậy là bà con mình làm cái mô cho thật là cao lên để đừng cho nó uống nước. Mà lên mô cao á, thì lại là nó thoát nước nhanh quá thì lại là nó lại thiếu ẩm. Nên đó, bà con lưu ý là trong cái mùa nắng khi mưa đó, khi mà nắng nóng quá đó, thì bây giờ em phải tìm cách em phun sương ở trong cái tán lá để cho ẩm độ của không khí nó tăng lên. Rồi ẩm độ dưới đất nó cũng tăng lên. Và khi mà có mưa dầm như thế này, khi nắng khi mưa như em nói mà, thành ra phải đảm bảo cái sự thoát nước cho thật tốt. Mà muốn thoát nước tốt thì cái mô nó phải cao, phải đánh những cái rãnh thoát nước. Ở đây á, tôi đề nghị em như thế này. Nếu mà sầu riêng mà em trồng mà một hàng theo kiểu nanh xấu, bị sầu riêng có thể là 6, 7 thước, 8 thước một cây đâu mà. Thì em làm những cái rãnh xương cá ở trên cái mặt liếp á, để chi, để khi mưa cái nó rút nước này đi hết trơn. Thì như vậy là nó không bị oi nước. Nhưng mà phải đủ ẩm thì phải tăng cường cái hữu cơ. Hữu cơ em phải bảo đảm làm sao hữu cơ trong đất là phải cỡ chừng trên 3% cho tới 5%. Thì như vậy thì nó mới giữ ẩm được tốt cho cái cây sầu riêng. Còn cái vấn đề về dinh dưỡng thì thôi để có cái dịp thì chúng ta phải trao đổi, nó cũng hơi nhiều, hơi dài. Cảm ơn giáo sư ạ. Dạ thưa kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, qua thời gian thì cây bị khô cằn thiếu nước mà hiện nay thì có mưa trở lại rồi. Khán giả Lê Hoàng Thương ở Vị Thanh Hậu Giang có chia sẻ là định tỉa cành bớt rồi bón phân phèn mặn của bình điền thì như vậy thì có được hay không? Đồng thời thì tăng cường phân hữu cơ và định phun phân bón lá để nuôi lá, như vậy có được không? Nếu như mà cây phục hồi sức tốt thì bón phân nào chuyên dụng cho cây sầu riêng để vụ sau cây cho năng suất tốt ạ? Xin mời kỹ sư giải đáp ạ. Dạ, trên cây sầu riêng đó thì chúng ta thấy nó có cái gai nhọn, nó bén đó. Thì cái đó là cái thành phần của cái chất silic đó. Thành chúng ta bón cái phân đầu trâu mặn phèn thì nó có cái silic rất là tốt. Và riêng cái canxi đó thì nó làm, như hồi nãy chúng tôi đã trình bày đó, thì ngoài cái yếu tố mà nó tăng cái pH lên vân vân, thì cái canxi nó còn một cái nữa đó là trong cái cây trồng chúng ta nó có cái axit hữu cơ đó, thì khi chúng ta có cái canxi vào thì lập tức nó trung hòa cái axit hữu cơ đó, thành ra cái trái cây của chúng ta nó sẽ có cái vị ngọt hơn. Và như vậy là cái cây sầu riêng thì chúng ta có thể bón cái đầu trâu mặn phèn để cho cái cây nó phục hồi, và chúng ta định kỳ thì chúng ta phun cái phân bón lá. Và cái phân bón lá thì chúng ta mua thì chúng ta cũng phải lựa những cái loại phân bón lá nó có thương hiệu thì chúng ta phun mới tốt, còn không nhiều cái loại phân bón lá nó có cái chất kích thích sinh trưởng trong đó nhiều quá thì chúng ta sẽ phun nó sẽ không có theo như cái ý muốn của chúng ta được. Và sau khi cây sầu riêng nó phục hồi rồi đó thì chúng ta có thể bón các cái loại phân NPK để chúng ta dưỡng cây, dưỡng trái cho cây sầu riêng. Thì cái giai đoạn mà sau khi thu hoạch thì chúng ta có thể bón cái đầu trâu AT1, và trước khi ra hoa thì chúng ta bón cái đầu trâu AT2, và nuôi trái thì chúng ta có thể bón cái phân đầu trâu nuôi trái công thức nó là 15:5:20 hoặc là 14:7:21. Thì hai cái loại phân này kali nó sử dụng là kali xuyên phát chứ không phải là kali clorua, nó không có làm cho cái trái sầu riêng nó sườn. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của kỹ sư ạ. Kính thưa quý khán thính giả và bà con nông dân, chúng ta đã trải qua gần một giờ trao đổi với các nhà khoa học và nhiều câu hỏi thắc mắc của bà con đã được giải đáp. Tuy nhiên thời lượng của chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin được khép lại phần tư vấn trực tiếp tại đây. Và sau đây thì chúng tôi xin được chúc mừng khán giả có câu hỏi hay nhận được quà của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Hồng Sơn ở Trần Đề, Sóc Trăng. Tiếp theo là hai khán giả có câu hỏi hay và sớm được nhận quà là hai thẻ cào, mỗi thẻ trị giá 200.000 đồng từ chương trình. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Nhã ở Mỹ Tú, Sóc Trăng và khán giả Nguyễn Văn Toàn ở Kế Sách, Sóc Trăng ạ.
Chương trình tọa đàm kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn các nhà khoa học đã chia sẻ cùng chúng tôi và xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 6 trên kênh STV1 hoặc trên trang web thst.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi tọa đàm kỳ sau.